chào bạn Pin nha. Bạn Pin đang làm gì vậy? Đang canh gác hả? Rồi ai cười dữ vậy Pin? Rồi ai cười ghê vậy? Chạy ra bắt đi, chạy ra bắt đi. Trời ơi các bạn ơi, phù thủy biến biến bằng Pin thành con cua luôn rồi. Trời ơi giờ sao bây giờ? Trời ơi phù thủy ác dữ hả? Trời ơi biến bằng Pin lên thành người đi. Ờ các bạn ơi, biến bằng Pin thành con ếch luôn rồi. Rồi phù thủy gì ghê dữ hả? Các bạn là chú Hề đây. Chào. Ai khóc vậy? Ai khóc vậy? Trời ơi. Hello. Bạn là ai vậy? Chào. Sao khóc vậy? Ăn nhẹ nha. Bắt bằng Pin thành ếch luôn hả? Quá chú Hời ơi, bằng Pin á, bằng Pin đã bị hai con phù thủy độc ác lắm biến thành con cua con ếch luôn á. Rồi bây giờ phụ bằng Pin đi, phụ bằng Pin đi bắt phù thủy nghe. Rồi bằng Pin ơi, đi chỉ chú Hời phù thủy bắt đi, lấy xích bắt lại. Rồi cầm súng lên, súng đâu rồi? Rồi đi bắt phù thủy thôi. Bắt phù thủy lợn biết ơi, lấy gì cầm cầm tay lợn, cái chừng nó chạy kia, cầm tay lợn, anh lợn ơi, cầm phù thủy lợn, rồi cầm tay lợn, cầm tay lợn, đây phù thủy này chạy rồi, phù thủy này chạy rồi, rồi bắt lợn, bắt lợn. Rồi bắt phù thủy nhốt vô nhà nghe. Quá trời ơi, bạn Bi bắt được phù thủy con rồi, phù thủy con chạy dữ hả? Rồi đưa về luôn, đưa về. Bắt hai phù thủy đi về nhốt vô chuồng đi, đừng cho đi hả hại người nữa. Rồi đi thôi nghe.